Đợi đi một chút thì Ni sẽ chỉ cho các bạn cách để make up như thế này. Rồi, Ni có hướng dẫn các bạn là mình chuẩn bị hai thứ để mà Ni chỉ cho các bạn ha. Đó là cái hộp mắt, cái hộp phấn đánh mắt nè ha. Hôm nay thì Ni sẽ xài cái hộp này. Và cái này là cái hộp để mình contour cũng như là để mình đánh má hồng ha. Đầu vào màng làm đẹp nha. Lông mày nè, sắp tới sẽ có một cái video hướng dẫn cho các bạn cách đánh chân mày. Rồi, mình đánh nền ha. Rồi để coi thử những cái gì mà mình làm sơ sơ trước rồi thì mình làm ha. Nên cái quan trọng nhất đó trên cái gương mặt của mình thì chúng ta sẽ làm cái đôi mắt. Thì hôm nay Ni sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng cái palette mà Ni vừa mới chỉ cho các bạn đó để mình đánh cho đôi mắt của mình. Cái phần này trên mắt của mình chia thành 3. Ở đây á, là mình sẽ đánh một màu nhẹ nhẹ. Rồi cái phần ở giữa này thì mình sẽ đánh cái màu gọi là điểm nhấn của đôi mắt. Và phía bên này thì là một màu tối hơn một chút xíu để tạo được cái độ sâu cho đôi mắt. Rồi đó, tiếp đó thì mình sẽ đánh một cái màu mà nó tạo thành một cái khối như thế này để thấy nguyên được cái đôi mắt của mình. Sau đó đó, ở trên này thì mình sẽ dùng một cái màu khác. Đấy, sơ sơ là trên mắt của mình 1, 2, 3, 4 và 5. 5 màu. Tiếp đến ở đây mình sẽ dùng một cái màu khác để mà nó hút sáng vào đó và nó làm cho đôi mắt của mình nó to hơn, là 6 màu. Dưới này thì thông thường Ni rất là ít khi đánh, tự bởi vì đó khi mà mình đánh màu tối ở dưới mí dưới của mình nè, nó hay có một cái xu hướng đó là nó làm cho mắt của mình nhỏ lại. Vả lại đó, Ni luôn luôn nghĩ rằng make up thì nó phải tự nhiên thì nó mới đẹp, nó đem ra những cái nét đẹp của mình đó, hoặc là nó che đi những cái nét xấu của mình. Còn ví dụ như mà mình đánh để cho người ta nhìn vào thì người ta nói là ồ make up nhiều quá, thì như vậy nó phản tác dụng rồi. Ni sẽ lấy một cái chổi như thế này và Ni lấy cái màu sáng nhất ha, là cái màu này. Cái màu này ở đây. Và Ni sẽ đánh gần với chân mày của Ni nhất, để mà nó phân chia được cái vùng mắt của mình và cái vùng mày của mình ha. Cho nên đó sẽ là màu sáng. Tiếp đến, Ni sẽ dùng một cái màu tiếp theo, number 2. Và Ni đánh ở ngay chỗ này, phần đầu tiên, phần 3 đầu tiên ha. Tiếp đến thì Ni thích cái màu này. Hôm nay Ni dùng cái màu này nha. Màu này bắt sáng vô cùng là tuyệt vời. Hả? Rồi. Nếu như mà mình á cần thêm một chút xíu nữa để tạo cái điểm độ sâu cho đôi mắt của mình đó thì Ni sẽ dùng cái màu này khá là đậm hơn một chút xíu so với những màu còn lại, thì Ni đánh vào đây. Đấy. Rồi sau đó thì Ni sẽ dùng cái chổi kia và Ni tán nó ra. Quan trọng đó là cái khả năng tán của mình đó các bạn. Các bạn đánh làm sao đó để mà nó hòa quyện vào với nhau thì cái màu của mình đó nó nhìn rất là lạ và đẹp ha. Thì mình phải tán. Và để cho mình tán giỏi đó thì mình phải tập nhiều. Mình đánh hoài thì mình thành đẹp ha. Rồi. Sau đó đó có một cái màu mà Ni cực kỳ là thích dùng nhiều lắm. Đó là cái màu này, màu đầu tiên trong hàng số 2. Và Ni dùng cho cái khóe mắt của mình ngay đây. Các bạn biết mình đánh như vậy để làm gì không? Làm cho mình tay đó nhìn mắt nó có một cái chiều sâu mà ta nói không thể hiểu được vì sao mà nó sâu mà nó đẹp mà nó ta nói đánh thấy mình nổi đó. 5-6 màu, 7 màu. Nhưng mà chưa ai hỏi là ôi sao nhìn đi make up tự nhiên vậy, trời đố làm gì đâu, làm muốn chết đó. Đấy. Rồi.
Sau đó thì Ni sẽ, nếu mà Ni thích thì Ni có thể là dùng một trong mấy cái màu này, hoặc là bất cứ màu nào mà Ni thích. Hoặc là bây giờ thì hôm nay Ni dùng cái màu này ha. Số 3 hàng thứ hai. Và Ni nhấn một tí xíu ở đây thôi. Tí xíu thôi để nó làm cho cái hàng mi dưới của mình á có vẻ là nhiều hơn, chứ mà mình đừng có làm một cái đen thui ở dưới này đấy, già thêm 10 tuổi đấy. Đến đó là những cái highlighter, những cái màu ở dưới này này, hàng số 3 là dùng cho highlighter. Thì Ni á, Ni thích dùng, mình thích màu nào cũng được thôi, tùy các bạn lựa chọn ha. Hôm nay Ni lựa màu này và Ni sẽ đánh ngay đây để bắt sáng vào đó. Hả? Nó phân chia cái má của mình và cái khối mắt của mình. Ok, tiếp ra đó. Ok, rồi tiếp đến chúng ta sẽ qua cái này. Ôi, sao mà tình yêu có thể đẹp như vậy? Sao mà tình yêu đến trong cuộc đời của chị đúng lúc và đúng thời điểm và làm cho chị hạnh phúc quá vậy? Nó có 10 đồng, nó có 10 đồng mà nó có thể đem lại cho mình quá nhiều niềm vui. Đấy, các màu này thì mình hôm nay Ni mang áo nó hơi hồng hồng một chút xíu, thì là Ni lựa màu hồng ha. Bên cạnh đó là chúng ta không nên quên cái vụ án đánh khối ha. Mình đánh khối để mà nó tạo cái độ thon gọn trên gương mặt của mình. Bây giờ Ni đánh 3 chữ V trên gương mặt của mình. Trước thì Ni có thể lấy một cái màu này, cái này nó hơi nhũ thì mình có thể là lựa màu này. Cái này nó hơi đỏ thì Ni họ có thể sẽ phải đi vào cái hộp mà Ni thường hay dùng, mà trước đây có từng giới thiệu với các bạn, thì vài cái link ở phía trên Ni có để ha. Đó là chữ V số 2, chữ V số 1 này, chữ V số 2 này hả? Rồi, chữ V số 3. Chọn một cái màu đa đa. Đấy, cái này đó mình muốn á, cho nó tự nhiên thì mình phải dùng cái beauty blender và mình blend nó ra rồi á, tất cả mọi nơi thì mình nó phải nhớ là dùng cái blender để mà mình nó tán ra mọi thứ và làm cho cái phấn nó ăn vào da mình để nhìn giống như là da thật của mình vậy đó ha. Rồi bây giờ Ni sẽ bắt đầu đánh cái chữ cái dấu chấm than. Thì Ni á, Ni thích dùng số 2 nè. Số 2 này Ni dùng nhiều lắm. Mình Ni sẽ vẽ một cái đường ở đây. Rồi hả? Dùng tay của mình tán nó ra. Và sau đó là dùng cái beauty blender để mà tán nó ra. Ok. Rồi các chữ cái là đã hiện lên gương mặt của mình và hòa lẫn vào cùng với phấn. Và cuối cùng thì mình sẽ đến là phần set. Mình phải set. Các bạn muốn cho mọi thứ nó dính vào cái gương mặt của mình và nó nhìn thật là tự nhiên thì tất cả chúng ta đi thử rất là nhiều loại. Tất cả chúng ta sẽ cần một cái gọi là makeup set spray. Là nó mình xịt nước khoáng lên cái gương mặt của mình, mà để giúp làm gì? Giúp cho tất cả các phấn, các má hồng, các kem hay bất cứ một cái thứ gì đó mình xịt lên, nó dính vào cái làn da của mình để cho làn da của mình nó nhìn khỏe và tự nhiên nhất có thể. Thì chúng ta sẽ cần một cái chai nước khoáng. Ni dùng cái loại này và Ni quá thích. Ni đi đâu cũng phải mang theo và Ni sẽ không có đổi nó đâu. Cho tới thời điểm này thì nó đối với Ni là number one. I love it so much. Cái vì nó thích nó quá cho nên là nó được liệt vào cái hàng không thể không thiếu. My favorite thing. Nói thì là không thể sống thiếu mà thật ra thì không có cũng không chết. Rồi, Ni để link cho các bạn nha. Thì sau khi mà Ni làm hết tất cả rồi đó thì Ni đấy, Ni xịt lên để cho nó dính cái chất khoáng vào gương mặt của mình.
Lovely. Cái này ha, nó có khả năng chống nắng này. Thì là mình xịt vài lần trong ngày, nó giúp mình đỡ phải là bôi lại kem chống nắng. That's number one. Thứ hai là có, nó có cái tác dụng là làm cho cái da của mình nó căng lên. Cho nên sau khi mà Ni xịt đó, thì Ni để khoảng mấy giây, Ni nhìn vào trong gương thì Ni cảm nhận được cái sự khác biệt. Da của mình nó căng hơn và nó nhìn nó rất khỏe mạnh. Các bạn thấy không? Ok. Rồi, thấm vô đi, thấm vô cho Ni đẹp đi. Tiếp đến thì sẽ là gắn lông mi. Các bạn hỏi Ni là đang dùng lông mi nào? Tại thời điểm hiện tại thì Ni đang thử một vài loại. Và cho đến thời lúc nào mà Ni biết chắc là Ni thích, Ni sẽ nói cho các bạn biết. Hả? Hôm bữa Ni làm một cái video và Ni hướng dẫn cho các bạn cái technique để mà mình dán mi đó. Dễ sợ, một bên là cửa sổ đã mở và một bên cửa đang ngồi hé hé. Rồi, để mở kia luôn nha. Trước giờ lúc nào ấy Ni cũng sợ nhất là cái bỏ lông mi. Mà các bạn hỏi là thông thường trong cuộc sống đời thường Ni có dùng lông mi giả không? Hầu như không. Ni cũng có lông mi mà, đúng không? Lông mi Ni. Và Ni hướng dẫn cho các bạn cái kỹ thuật đánh làm sao để mà nó nhìn thật là nhiều. Thì là đó, những cái lúc mà Ni lên sân khấu hay những lúc Ni làm chương trình mà Ni ngồi xa xa đó các bạn, thì là mình phải cần bỏ lông mi, đúng không? Thì khi mà mình bỏ đó, mình dùng cái kỹ thuật này nè, ôi, đúng là lifesaver, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Mà đặc biệt khi mà mình nhìn xuống đó thì nó lại nằm ngay trên cái đường mi của mình luôn. Cho nên á, đôi khi á, hồi xưa là mắt nó ở cái đường mi ở dưới này, chứ mà dán lông mi nó ở trên này. Khổ lắm. Đấy, không biết bao nhiêu thứ đã trải qua nhá. Bây giờ là hướng dẫn cho các cô nhá. Thì các cô tha hồ mà đẹp nhá. Đấy, thấy nhanh không? Thấy nhanh không? Xuất sắc nhanh ha. Không cảm ơn Ni đi. Ôi dồi ôi, không có Ni trong cuộc đời các bạn thì là lông mi là dán ở dưới mũi nhá. Rồi, I think I look pretty okay, so we can start the show now and let's talk about more important topics. Thấy các bạn thấy ok chưa? Mắt môi, môi thì đánh như thế nào? Hôm nay là chơi sộp hết, chỉ hết tất cả mọi thứ. Như thường lệ, luôn luôn dùng một trong hai cây không thể sống thiếu này, bỏ lên một chút ha. Sau đó dùng thêm một cái màu nữa, hơi có tông màu hồng hồng chút xíu thôi. Rồi Ni là bỏ cái link hết rồi, đừng hỏi là cái màu nào nha, bỏ hết lên trên đó rồi. Chỉ có một cây này là không bỏ được, chưa bỏ nè. Cái cây này là của NYX đấy. Nó có 3 đồng máy mà hôm bữa mua mà nó sale sao nó còn có 1 đồng máy. Ôi dồi ôi, thế là giàu thôi, tớ giàu rồi nhá. Tớ lấy này và tớ mix 3 màu lại với nhau. Thì tớ có một màu là các cậu không có nhá, thì bây giờ các cậu sắp có rồi đấy. Ok không? Cái này NYX number, số máy đây 564A. Rồi, tất cả mọi thứ là đã thông báo với lại là các bạn rồi. Màu sắc, kiểu Ni hướng dẫn như vậy các bạn thấy có dễ làm không? Ok ha. Rồi.